Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em đi vườn nha cả nhà. Hi. Về quê trống xuồng hái bông súng bán. Rồi. Tình tang luôn. Móc cái nào. Nó chừng luôn cả nhà ơi. Xuồng quá nực. Đây là cảnh hai bên nha cả nhà. Đây là bạc hà. Đồng bạc hà. Ở dưới là rêu nè cả nhà. Rêu. Rong rêu nhóc luôn. Chụp bình. Mình chuẩn bị sẵn rổ nè, đoạn hái quýt dưới bẻ hạnh dưới các bông súng. Đây tất 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 cái cua này cả nhà ơi, tất cái cua. Dướng cái cây rồi. Súng nhóc luôn nè cả nhà. Rồi đổi tay bên đây. Mỏi tay quá. Hái bông súng. Cái mông súng nha. Đây. À, cứng quá mấy bạn ơi. Nhổ không nổi rồi. Cứng quá. Mông súng cứng quá. Các bạn.